Lê Dũng Vô Va liệu có trúng đại biểu Quốc hội? Mới đây trên Facebook của mình, Lê Dũng Vô Va đã thông báo mình đang làm thủ tục để tự ứng cử đại biểu Quốc hội. Đây không phải là chiêu trò mới của các anh dân chủ, mà trong mấy đợt bầu cử vừa qua, hàng loạt các anh chị dân chủ đã tự ứng cử đại biểu Quốc hội với những cái tên như Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Quang A đều tự ứng cử, dù các anh đều bị loại từ vòng gửi xe. Thử bàn một cách khách quan, liệu Dũng Vô Va có trúng được đại biểu Quốc hội? Chúng ta cùng biết, đại biểu Quốc hội là người đại diện cho quyền lợi và tiếng nói của người dân, phải có đủ uy tín và năng lực cũng như đạo đức. Xét về năng lực, Dũng Vô Va rốt cuộc chỉ là anh chàng thất nghiệp, cùng với một số đối tượng khác xây dựng kênh CHTV, bản chất là lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền chống phá đảng, nhà nước. Không chỉ vậy, anh này còn thể hiện thái độ ngông cuồng, thách thức pháp luật khi liên tục chống lại giấy triệu tập của cơ quan an ninh, đến mức lực lượng an ninh phải đến tận nhà để cưỡng chế lên làm việc. Một kẻ vi phạm pháp luật, coi thường luật pháp, không thể nào đủ tư cách để làm đại biểu Quốc hội được. Về đạo đức, Lê Dũng Vô Va nhiều lần bị vợ tố cáo lăng nhăng, có quan hệ ngoài luồng đến mức đuổi vợ ra khỏi nhà. Chưa kể, anh ta còn bị hàng xóm nhiều lần phản ánh gây mất an ninh trật tự khi biến nhà thành nơi tụ họp của các đối tượng vi phạm pháp luật. Còn nhớ, năm 2016, chính vì những vấn đề này, người dân tổ dân phố đã không bỏ phiếu cho Dũng, khiến Dũng cay đắng, bị loại từ vòng gửi xe. Với những vấn đề trên, việc Lê Dũng Vô Va trúng được đại biểu Quốc hội chắc chỉ có ở thế giới khác mà thôi. Chuyện thật mà tưởng như đùa, Vô Va tưởng như đang rụt hết cả cổ vào mai khi công an đến gõ cửa, nay lại trồi lên với một bài viết vô cùng chúa hề như vậy. Thiết nghĩ, qua được vòng tổ dân phố đã may mắn lắm rồi. Vô Va mạnh dạn thẳng tiến Quốc hội luôn cho bà con ngạc nhiên chơi. Để tiện cho anh em xét kèo, xin nhắc nhẹ một số tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội theo Điều 22 Luật Tổ chức Quốc hội 2014. Thứ nhất, trung thành với Tổ quốc, nhân dân và hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chứ không phải quốc gia cờ vàng ba sọc nào đó mà Facebook còn không có hình minh họa. Thứ hai, có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín trong trường hợp của Lê Dũng Vô Va, với thâm niên hơn chục năm làm nhà báo tự do và người bất đồng chính kiến, lành nghề, anh tự tin sẽ giành chọn một chiếc ghế nóng Quốc hội thay vì ghế nóng trước mặt tòa án. Thứ ba, có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội. Có nhiều điều kiện cụ thể, nhưng dễ thấy nhất là sau 3 tờ giấy mời của công an Hà Nội, vẫn chưa thấy Vô Va lên phường uống nước chè, nhưng anh vẫn rất năng nổ trên Facebook. Nếu không xuất hiện thì anh định họp, bỏ phiếu kiểu gì, online hay phiếu trắng?